បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្នានេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការបង្កើតអាខោនជាមួយនឹង HitBTC បាទ HitBTC នេះវាគឺជាទីផ្សារមួយដែលយើងអាចទិញលក់នៅ cryptocurrency ផ្សេងៗបានបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះទៅជាមួយគ្នាទៅក្នុងការបង្កើតក្នុងការបង្កើតប៉ុន្តែមុននឹងយើងទៅបង្កើតទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like and subscribe បាទអញ្ចឹងដើម្បីចុះឈ្មោះគឺបងប្អូនជារំងងគឺបងប្អូនអាចចូលមក register ឬបងប្អូនអាចចូលក្នុងលីងនៅខាងក្រោមវីដេអូនៅក្បាលដែរដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះនៅចុចនៅក្នុងលីងខាងក្រោមចុះ register sign up with HitBTC ចុចលីងនឹងទៅបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះបានហ្នឹង អញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺចុច sign up មកគឺបងប្អូនដាក់ email click sign up អញ្ចឹងដាក់ email មក password បាទ ចុចពាក្យថា register បាទតើតើការ register គឺវាມັນមានអីពិបាកទេបាទបន្ទាប់មកកន្លែងនេះវាឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅត្រូវ line សញ្ញា traffic line ហ្នឹងជា traffic line ខ្លះ តោះមកវាថា thank you for sign up with HitBTC បាទ HitBTC អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើអីទៀត we send confirm email អញ្ចឹងវាឲ្យយើង confirm ជាមួយ email ដើម្បី activate account please follow instruction that you complete your registration if you haven't received the email do the following make sure provide email address is correct or check promotion and spam folder បើសិនជាវាអត់ផ្ញើ email ទៅទេគឺបងប្អូនទៅក្នុង email ដែលយើងបានចុះឈ្មោះទេបងប្អូនអាចចុច resend email នេះសារថ្មីមកវានឹង send email ឲ្យយើងដល់ទៀតឥឡូវនេះយើងចូលទៅក្នុង email បាទឥឡូវនេះគឺ email វាបាន send មកក្នុង email យើងហើយយើងចុចលើវាមកអញ្ចឹងវាដាក់ថា thank you សម្រាប់សញ្ញាការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង HitBTC អញ្ចឹងយើងដើម្បីធ្វើការនេះយើងចុច link នេះមកអញ្ចឹងយើងបានចុចលើ link ហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ log ចូលវាការ log ចូលនៅក្នុងហ្នឹងគឺ password ដែលយើងបានបង្កើតមក group work ឡើងកាន់ឥឡូវនេះគឺ account របស់យើងគឺយើងបានបង្កើតបានជោគជ័យហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវធ្វើអីទៀតបន្ទាប់មកយើងបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនឹងហើយ ចំពោះ website នេះគឺបងប្អូនអាចចូលមកធ្វើការទិញលក់ cryptocurrency ផ្សេងនិងធ្វើការ trade trade ជាមួយនឹង website នេះបានវាជា website មួយដែលពេញនិយមដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងបានចុះឈ្មោះរួចហើយបងប្អូនត្រូវចាំបាច់ត្រូវបង្កើតនៅ security បាទ security ទៅលើ account របស់យើងនឹងការពារការ hacker បាទឥឡូវនេះយើងចូលមកក្នុង account របស់យើងមក បន្ទាប់មកចូលមកក្នុង account របស់យើងនឹងវាឲ្យយើងបង្កើតជា trader we strongly recommend to enable two factor for your account to protect it from unsolicited access អញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវបង្កើតនៅ Google Authentication two factor authentication បាទអញ្ចឹងចុចលើនឹងមក
bay thôi cả bằng cơn mà chẳng mà đòi cái này cứ ông ôn trong đồ password thay máy cứ ôn lại đồ cái này password tìm môi ông ôn bàn bằng cơn cho mỗi viên tổ máu password máy hay password đổi kia thay máy đổi kia thay máy đổi kia thay máy thôi cả sale sản ông ôn trong thôi cả đồ password bạn chẳng mà đòi cái này cứ chia cái này ông ôn ai thôi cả scan thôi cả scan là barcode đầm bay dân thôi cả security chẳng là lấy nhóm tôi nên cứ cho mặt bàn mà hài như thế mình tốt bằng ôn scan là không áp lần đầu tôi sắp bỏ dưỡng hãy viên nâng chân ngồi nâu cột của mũi tuần hãy bằng ôn dù một vài mình chô lại tin này nó hay bằng ôn thôi cả confirm tao khi chỉ cả sạch cứ là con bằng ôn cứ mên cả security cái này cứ chơi bằng ôn lên là ôn ai thôi cả nơi bằng cả nơi thì thay vậy còn trong cả mà hay không lên bên tiền miền là cả vừa đọc bài kê sân là con cả ông ôn ai an bảo vệ mơ tam bây giờ bắt đầu ai sắc xa về tới rồi chẳng tiết tôn cao một khả con cứ phần nắng là lâu dương ai cho một nông chai nhà bằng hai chú trụ tiết tôn video không ca tinh thì còn lụ nữa tiếp tục làm gì mình xây nhất nhưng nó phơi bằng hai ông phụ nó bị còi mà nông tổ còi còi tiền mình chăng cho một đôi tin đây và sân trường ông phụ trào ca chọn tinh tiếp tục làm gì nà mùi cụ thà nhóm chọn tinh đặt khoản cái chuyện là viêm á và chạy lên đặt khoản máu và chăng viên đang trình từ nào cái lấy nắng và ông nói thôi cả tình mà đi cái lấy tính thì cứ chỉ cái lấy lụa và chắc ông ôn trong tình đặc khoan nhiều mà nông đồng lấy ná cứ ông ôn ai chơi màu cái lấy order này máu và chơi như viên máu viên nó chơi nhiều rồi bạn này cứ chơi đồng lấy hay bị cắt phi mà này cứ chơi phi quần bạn hay dương trong tình đặc khoan nhưng cái họ là hay dương trong tình mua rồi hay dương tính nó đi nó thì đồng nào đặt coin mà bí nó từ bitcoin dương tính như thế nào đô nó bitcoin chẳng khả năng đâm lại vấn đề đâm lại tư tấu đâm lại tỷ giá chẳng dương ai thôi cả chạy một bài còn ta đâm bài tính nhưng mà ôn trong miền bitcoin một tính mà rồi cả nào mua đồng ôn ai thôi cả chạy bán chẳng ôn ai cho mò sắc xa vì thế bạn hay tổ nhóm nhóm mình bàn bằng hai là mặt màn thấy cứ hai thua trúc vì đặc biệt này cao cợt mà chẳng phôn trong tình can cả nà mua thật trong tình xây cái đi trâm chạy trâm móc mà hay tình ấy nhưng mà phôn trong tình ủi hoa cho trong tình cả xây xây BCN hay tình chỉ bịt khói như chỉ có tình chỉ Ethereum được tính thì ông ôn chạy lại Ethereum hay còn tới một bên đồng yên là cả Ethereum nó còn còn nữa thì ông ôn ai bay một thì tăng một thì lấy là mùi máu thì ôn tính kế nó ôn chạy với cả họ thì SNC nó chẳng viên được chân mỏi và viên được chân mỏi cái lành nó cứ nè BNC MC và này là cứ viết chân nhé chân ANC và ANC dương exchange nâng Ethereum chân những tinh nông nằm lại nè những tinh nông nằm lại nâng những chơi lưu viên mong chân phần này Ethereum dương ai tinh bàn phẩm màn ai tinh chân luôn bàn phần này ANC anh ấy thật cả sẽ thế nhưng còn tới bằng 2 nữa cũng ôn trong tình cảm mới nâng ôn ai thư cả chân rất tình được luôn anh chấm tổ máu dương thời ca tính cho bài nó và còn ta làm như dài dương ở miền phần ở miền là ở miền cạn này là không một lần mà dương chứ dương lại tính bàn đi và chấm đâm bay ban cạn châu là ôn là cho deposit
deposit máu thì tham ôn trọng ban bitcoin rồi co trầm trồ máu ôn chơi cái này deposit máu chẳng viên là hai tre mùi đã thôi đâm bay thôi cá bình chun cho một trong website mùi nắng lâu nên xa con website đi gặp phong mặt đàn ăn mà sai gặp phong mặt đàn về riêng đã buồn một tịch chẳng gì chạy máu viên nâng oi à con nè viên oi à trai hồi dường chẳng phong ta copy à trai mùi nắng một thoa dương tinh bitcoin bị kế dù copy à trai mùi nắng tạo kế mà đâm bay kế bằng bitcoin mọi dương ta mới dạ trai mùi nắng cho một bitcoin mọi dương và sẵn chiều con là ban bitcoin ấy con chẳng đỏ chọn đỏ trên cái con mới nâng ta đặt nơi cả bộ lưu bởi dân xếp blockchain được gây mỗi dân con chạy việc trò này mà hai dân thả trẻ bỏ bọc xe này dân chỗ lại nhìn mó phát chỗ lại nhìn mó mình đi vô trẻ nâng cái dân vô trẻ bỏ bọc xe có dân là dân chọn này chân đang lấy nâng mó hay chúng luôn man như vậy và xôn cho phần năng tạnh dương và dương miệng mát chạy phần năng chẳng bị cắt phi ở phần năng cắt phi hay dương đã trẻ hình tóc con chạy bị trò tới biết là mình chun tàu vào dương mà chẳng cái tôn cá bị trò mà chẳng chơi bốn dương cắt tìm xa máu dương trâu rồi chạy tính chạy lúa chạy hà deposit chạy bị trò phần năng vẫn cứ bàn này bạn chẳng thể tôn tự ôn nâng cứ tự tôn cao một cái đặc khôn nâng cứ xôn chọc nâng xôn phụ ôn và chui like subscribe cho nên nhận bạn không bạn xôn một con chữ ra nâng